We know it's your 11th year anniversary there in Vietnam, and we're so proud of you. Keep up the great work, and one day we'll be celebrating your 40th like we are in the States. Hi, Majumith Lam. This is Mars from Beijing, Director of Asia and International Support and Management. So happy to hear that Majumith Lam is on this occasion of 11th birthday. What's more, Majum is celebrating the 40th birthday. What a wonderful time. My gym was born out of our passion to teach children in a fun and physically engaging environment. From the very start point, our goal is to create an environment where children feel loved and supported so their self-esteem and confidence can flourish. Now, 40 years later, we are proud to say that all children of all abilities can succeed and thrive at My Gym. With 700 more locations worldwide, we look forward to seeing more and more My Gym centers open up and more families benefited from My Gym's outstanding curriculum and high-quality environment. Happy birthday, My Gym. Happy birthday, My Gym Midland. Xin chúc mừng sinh nhật My Gym 40 năm tuổi và 11 năm thương hiệu My Gym có mặt tại Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt toàn bộ công ty, tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn tới quý đối tác, quý trường và quý khách hàng đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng My Gym Việt Nam trong suốt 11 năm qua. 40 năm là một dấu mốc rất là quan trọng đối với một thương hiệu. Cùng với sự thành công trên thế giới, hiện tại hệ thống My Gym đang có 700 trung tâm tại 40 quốc gia trên thế giới. Và tại Việt Nam, chúng tôi hiện đang có 4 trung tâm tại Hà Nội và Hải Phòng. Chúng tôi cũng vinh dự được cung cấp chương trình giáo dục thể chất tại các trường mầm non và cấp 1 với hơn 30 trường tại Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh. Để có được sự thành công như ngày hôm nay, thay mặt công ty và ban giám đốc, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn bộ nhân viên, cán bộ tại My Gym Việt Nam đã luôn nỗ lực cống hiến hết mình trong suốt thời gian qua để My Gym Việt Nam có được sự thành công như ngày hôm nay. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng phát triển và sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Xin cảm ơn. 11 năm với những dấu ấn thật đặc biệt, một cột mốc đáng nhớ, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển lớn mạnh của My Gym Việt Nam. Nhân đây tôi xin được gửi lời cảm ơn tới anh Hoàng Tùng, chủ tịch của My Gym Việt Nam, chị Đào Huyền Vi, cố vấn của My Gym Việt Nam, cũng như toàn thể các cán bộ nhân viên, các thầy cô giáo, đồng nghiệp đã đồng hành cùng tôi, giúp tôi trưởng thành trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn các phụ huynh, các học viên đã tin tưởng và yêu quý. Nhân dịp sinh nhật, xin được chúc My Gym Việt Nam ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn nữa, đem lại nhiều giá trị cho trẻ em Việt Nam. Chúc mừng sinh nhật My Gym Việt Nam! Chúc mừng sinh nhật công ty! Cảm ơn My Gym Việt Nam đã trở thành thương hiệu hàng đầu, được hàng triệu phụ huynh lựa chọn làm lớp học đầu đời cho bé. Cảm ơn anh Tùng đã mang My Gym Việt Nam về, tạo thành một môi trường năng động, chuyên nghiệp cho tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị đồng nghiệp, các bạn nhân viên cùng tất cả các quý đối tác, quý trường đã luôn đồng hành và tin tưởng thương hiệu My Gym trong suốt các năm vừa qua. Đặc biệt, có lời cảm ơn sâu sắc và tri ân tới tất cả các phụ huynh của My Gym Thăng Long đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng My Gym trong suốt thời gian vừa qua, giúp cho My Gym trong chặng đường sắp tới luôn vững tin, độ dày thương hiệu và sẽ mang lại nhiều trải nghiệm cho khách hàng. Chúc mừng sinh nhật My Gym Việt Nam! Và đã một năm nữa trôi qua, thật biết ơn khi trải qua bao nhiêu khó khăn sau 2 năm dịch bệnh liên tiếp. Chúng ta, đại gia đình My Gym Aqua vẫn ở đây để cùng nhau chúc mừng sinh nhật 11 năm của My Gym Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại những thành công của năm vừa qua cũng như là đặt mục tiêu phát triển cho những năm sau nữa. Xin chúc My Gym Việt Nam sẽ luôn phát triển. Chúc mừng sinh nhật My Gym Việt Nam tròn 11 tuổi. Sự phát triển của toàn bộ hệ thống My Gym là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng của toàn bộ các nhân viên và các quản lý tại My Gym. Hy vọng My Gym Chibucha nói riêng và toàn bộ hệ thống My Gym Việt Nam nói chung sẽ luôn luôn giữ vững được các giá trị của công ty và mang tới những thành tựu mới trong tương lai. Happy birthday My Gym! Chúc mừng sinh nhật My Gym! Chúc My Gym Việt Nam nói riêng và hệ thống My Gym toàn cầu nói chung ngày càng vững mạnh, phát triển góp phần xây dựng nền tảng thể chất cho hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới.
Sau 4 năm thành lập, Myzin Hải Phòng luôn cố gắng và không ngừng hoàn thiện để góp phần thành công cho Myzin Việt Nam. Hy vọng rằng trong những năm tiếp theo, Myzin Hải Phòng sẽ phát triển hơn nữa và đem lại dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. We believe it.